chào đón mọi người yêu cây và đặc biệt yêu kênh Bonsai Chiến Sự. Bonsai Chiến Sự di chuyển từ Sầm Sơn và bây giờ thì đang ở đại lộ Lê Lợi, ở quốc lộ 1A, và chúng tôi chuẩn bị làm cây ở đây. Và bây giờ thì sáng sớm chúng tôi dừng chân ăn sáng ở tại thành phố Thanh Hóa. Và quý vị yêu quý kênh Bonsai Chiến Sự hãy nhớ nhấn like và nhấn nút đăng ký để theo dõi kênh tiếp tục. Ok, mọi người tiếp tục theo dõi Bonsai Chiến Sự làm cây. Rồi. Đây là đại lộ Lê Lợi tại thành phố Thanh Hóa các bạn nhé. Quý vị nào, các bạn đang theo dõi kênh Bonsai Chiến Sự và tôi đang có mặt ở Thanh Hóa, một cây trực hoành và làm cho một anh bạn. Bây giờ thì anh em mong muốn rằng cái tán như thế này nó hơi bị lêu nghêu, thu gọn lại phong cách mới. Các bạn thấy là tay chân là rất lêu nghêu nhá. Đó. Và bệ đá này nó cũng nặng nề, nên là bây giờ thì thu lại và sang làm lại. Đấy, giờ chúng tôi sẽ chuẩn bị cắt để cho nó khẩu độ côn rụt lại, chúng ta chấp nhận làm lại cho nó đẹp. Chúng tôi bắt đầu khai phá, các bạn thấy đá là rất khủng, rất nặng. Bao tay đâu không đeo vào. Được nằm trên một cái chậu 2 mét, gần 2 mét các bạn. Chúng tôi đang dỡ đá. Và chúng tôi phải đánh lật lên để mới tụt được đá ra, rất nặng, rất vất vả. Đúng là ngày xưa càng to thì càng hoành tráng, càng nhiều tiền. Những tảng đá khá nhọc mới vật được lên. Phải rất vất vả chúng tôi mới khai phá được cái bệ đá này. Các bạn tiếp tục theo dõi, sau đó thì chúng tôi sẽ cắt giật. Đây là đá. Bên cạnh là cây khế bóng mát, hoa rất xa. Những chú ong đang hút mật hoa khế. Những chàng trai gặp những cô gái thì luôn nói rằng em là hoa, ước gì anh là bướm. Những người yêu cây cảnh thì ước gì những cây cảnh đẹp thuộc về mình. Chúng tôi bắt đầu đưa được xuống đất và bây giờ thì phá nốt đá, bắt đầu chúng tôi thu giật cành, sau đó thì lên chậu và làm đá lại. Đây, cắt bên này đã thôi.
Các bạn thấy những cái cành nó dài, rất là dài, lêu nghêu lắm. Và bây giờ ta chơi kỹ, có phấn như bạch rồi đấy. Đấy, đẩy cái mầm nhá, mầm ở dưới đấy. Chúng tôi sẽ thu dần dần. Làm lại coi như làm lại. Vâng ạ. Cái đoạn này nó còn đang ấy, chúng tôi tiếp tục tính toán. Các bạn thấy bây giờ chúng tôi đã câu lại thành cây trực hoành. Và bây giờ thì các bạn tiếp tục, sau khi làm thì tôi sẽ demo. Và bây giờ thì các bạn thấy cái thân này nó vẫn đang hơi lượn nhiều. Tôi sẽ cắt đến đây để cho nó nhuyễn cây. Cắt nốt cái này các bạn nhá. Tôi sẽ nhuyễn cây, sau đó thì chuyển gọn ra đây lột lên. Nó sẽ mềm cây hơn. Đây các bạn nhá. Nó giảm cái chiều và bây giờ nó chạy lắc như này, đau ra đây. Sau đó tôi sẽ lấy cái mầm ở đây. Sau lấy cái mầm ở đây bật lên. Sau này nó sẽ chuyển thành một cây trực hoành. Và các bạn thấy cây trực, thân trực bây giờ nó đã rất là dẻo rồi đúng không? Đạt được cái thân trực cái đi. Khi làm xong, khi làm xong thì tôi sẽ demo. Anh theo dõi mà. Chúng tôi đang tiếp tục câu lại. Các bạn tiếp tục theo dõi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Các bạn quan sát chiến sự vừa mới phá cắt thu lại bông tay cũng như là phá cái mẹ đá cây trực hoành tại Thanh Hóa các bạn nhé. Và bây giờ thì chúng tôi làm demo, sau này nó sẽ gọn nhỏ như này thôi, và chủ yếu là ta chơi cốt lùn. Bây giờ thì nó chỉ rơi vào khoảng sau này cây hoàn thiện là dưới 1 mét nhá, là một trong những cây rất đủ tiêu chuẩn để đi chơi. Và đây là video 1, chúng tôi cắt giật thu bệ. Và video các bạn đăng ký kênh để theo dõi video 2, chúng tôi sẽ kén đá vào đây. Ok, thời lượng chương trình tôi xin khép lại tại đây. Xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong video sau.